Hello everyone, my name is Rodwell, and today I'm going to show you some tips on how to speak English properly, American English, excuse me. We're going to start with some basic tips. I know there are some people out there who have studied English for as long as they could remember, and yet when they try to speak, there's something about pronunciation, word placement, that they just couldn't write. They could not get it right. So I have some few tips to help you out, and this is something that you can practice alone at home. You could do it in the mirror, you could do it before you go to bed, but the key here is to practice. If I can speak English, you can speak English too. Phía xa ná có đôi chí phía xa ná đá tụ bây chí dương kê ta dương riêng grammar, dương riêng sơ xê, dương riêng an dương mạch cái đòi bà xin chí dương nì dây ọt bán cứ vì nơi ta ọt bà dạo anh chẳng ná chẳng hai dương trai ta come practice, come tùm loạp, come thuê tùm loạp nì dây ở bán tràn. Number one, here's your tips. Number one, speak slowly, okay? You have to speak slowly. When you speak too fast, all the sounds are gonna mumble together. You need to take your time, pause when you need to, make sure you pronounce every word. And that takes me to number two. You need to enunciate. The word enunciate means to say every sound in the word, especially the last sound. Khmer yeung, phía xa khmer yeung kư yeung ọt đài bình chênh xâm linh chông ấy. Tụ bây chỉ yeung ta xê viết bằng tay yeung bình chúc môn nâng yeung bà tò tập biệt mùi tiết ôp mà tha các xâm nọ. Viện ní bị cá cứ về miền ở sò con nè nhé, xong nó cứ về miền ở sò lồn nè, bên tai dương an cá dương ở an cạc nè, dương ở an cạc hay xong nó cứ dương chúc một năng dương mình tranh xong lên lồ dương ở an xong nó nè, bởi vì sao ông lấy cái an cạc xong nó nè, để cho này hơi đạt dương cứ miền memory đạt dương cứ miền memory đơn chứng là bên nào đại dương chi yếm an rồi còn gì phía sau ông lấy cứ dương tụm lọp toàn bàn dương tay tay tụm lọp an so chồng sầm khăn chừng kế này can này gì phía sau ông lấy chi phía sau chỉ chun chít khmer nè nhom còn chỉ chun chít khmer hay khiêm thọ lọp bằng riêng chun chít khmer ở an chân khiêm đăng thà khmer dương cứ dương ập an sầm liền chồng này dương plek phía sau dương plek tụ bây giờ dương chóng có ẩn đạt dương tùm lộp để thay tùm lộp ở toàn bàn nè ní tìm mê riêng tìm mùi tips tìm mùi để nhầm chóng ai phone practice at home cứ tùm lộp an ạ sò chồng nè tay tay tùm lộp an ạ sò chồng nè đôi tiện ní dương an thay các xâm nò là nè các xâm nò là nhầm tăng thay sắp tới cua ơi ở xâm nò ấy được sắp tới vì việc play phần tay bà xin thì dương an ạ sò khai hay an ạ sò chồng ở toàn bàn tay cứ dương vào bạn an phía sau ông lên tỉnh nhé. Khi mà mình sentence class class not class class đài nhập đọc sang thành tì cái sạch bọn mình các bài dưỡng nâng thay khi mà an ở bộ dưỡng stop hay khi mà chọn ở bộ dưỡng practice at home and then you have to pronounce every word at the end correctly. Okay, that's the key. Pronounce every word. Tụi bây hay nick chia bị cái máy tụi bây chỉ đặt tới để thả cua ở sầm này phần tai cồng nè cồng tùm lọp an rồi có sắc xa này dây hay yên rồi có khăm rồi có để thả an chân chỉ là khăm mọt khăm luôn ai cồng chân là sờ nét đây là khăm rồi có yên mọt này dây chặt chẽ to tay dương practice nè sentence tìm mũi bot lemurs này sát sing nơi tu tiếng Pratis Campuchia nơi ta bình to kết miễn chia bì xét nơi nông đồng bọn cô đạo xâm khăn bay cần lãng rùm miễn đồng bọn tuần lê sáp chân nâng đồng bọn tuần lê mê cung
Campuchia. Nhưng tăng thật sắp tới vì đôi chìa khó hết của ổn xin này phần tái dương tới tay tùm lộp practice vì nó tùm lộp hơi tùm lộp tiết tố tại dương an tới vì tới thua mà đà nè đơn chân hai bình dương an phía xa ông lý cắt clear tiếp đi dương tam nẹ nuông biếc rốt tha phị bà chân nâng cổ rê kháng tổ bông lúc bật thiên nhiệt thập đầy chân si chân pinh nâng ảnh chương chứ tư bình pinh chứ tu sân nạc kết chứ lực đầm bốn nâu bà tết cổ rê kháng tổ bông rồi dạ bê lơ bi tháng ngày cư tháng ngày tì bấy nâng tì buôn cạc cả đá kháng mục nì sân khâm đá bộ dưỡng cư lưu xâm lên trong ná xâm lên trong trong đầy nhầm đầy nhầm an nâng lấy nhầm an chi phí xa ông lê mà đòn ná. Hãy nhầm trong ai phụ dưỡng sạp xâm lên trong a whirling black and yellow mechanical beast swoops in to battle a deadly wild fire. Sentence 2. They said the dad had apparently forgotten the boy was in the back seat of his Hyundai. He didn't remember until he was done with his work day, drove a couple miles and pulled into a shopping center parking lot. So what you have to do, okay, this is what I want you to do. Go home, okay, get your book out, any book, as long as there's some sort of writing in it, okay, practice reading out loud. You have to read out loud so that way your tongue is softer, okay. Read out loud at night in the mirror, practice, see how you put your tongue certain words, okay. But the key thing is to slow down when you speak slowly. And number two, enunciate. Make sure you say every single sound in a word, especially the sound at the end. If you can't do it in English word, do it with Khmer words. Get some newspaper, get some Khmer books, okay, and just read and practice and practice and practice. Okay? Hope you have a good practice, and I'll see you next time. Bye. Why do we study mathematics? Well, mathematics is more than just a subject. It's more than complex equations and formulas or fancy graphs and charts. It's not just about calculating the answer, and definitely not about how fast we can solve a problem. See, mathematics develops critical thinking. It employs reasoning and logic. It's not just about how, but why. Why does each step make sense? Why do formulas work? Why do theorems hold true? It allows us to ask questions, analyze our thoughts, and seek rational solutions. In essence, mathematics cultivates and strengthens our cognition, which has been one of the driving forces behind who we are today, intellectual beings. In short, mathematics is fundamental foundation for all thinking. See, so what does studying mathematics achieve? Well, perseverance and persistence. Mathematical problems permit us a chance to struggle when we're trying to find that particular solution. We know the answer exists. We know that. So we have to be creative, use our knowledge and the resources available to us, which include using technology, working in groups, and eventually asking for help. We don't just give up. Even if the solution doesn't exist, we need to understand why. Why doesn't it exist? We don't just accept things that are unjustifiable and simply illogical. I think Cambodia is a young country. Our people urgently need to
the realm of critical thinking, logical and reasoning skills, we need to know how to work together in a group. There are so many problems that need solutions. See, we know those solutions exist. We just need competent people to persevere through hardship in coming up with the best solutions to move this country forward. And mathematics will produce those critical thinking skills. And without them, it could have a detrimental effect on the development of this country. So we have to teach mathematics, but we have to teach it for understanding. We can't just teach mathematics so that our students pass exams or they can get good scores in their tests. That's not why we teach mathematics.